lại nữa thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la, mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng nếu tu bố thí cho đến bát nhã chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu bố thí cho đến bát nhã ba la mật đa này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng, nếu tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo? này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể an trụ pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh tự tánh. Vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng nếu an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở do sự chấp này mà trước vào nhị biên vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật an trụ pháp không nội cho đến pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng, nhất định chẳng có thể an trụ trơn như pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh đi sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Vì sao này thiện hiện vì kẻ trụ vào hữu tưởng, nếu an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo, không niết bàn. Thì làm thế nào có thể như thật an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ? Này thiện hiện kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo, không niết bàn. Thì làm thế nào có thể như thật an trụ thánh đế khổ, thánh đế tập diệt đạo? Này thiện hiện, kẻ trụ vào hữu tưởng nhất định chẳng có thể tu phát môn giải thoát không? Pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Vì sao? Này thiện hiện, vì kẻ trụ vào hữu tưởng chắc chắn sẽ chấp có ngã và ngã sở. Do sự chấp này mà trước vào nhị biên, vì trước vào nhị biên nên chẳng giải thoát sanh tử, không đạo không niết bàn thì làm thế nào có thể như thật tu pháp môn giải thoát không pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện